4 tháng sau ngày mất của huyền thoại âm nhạc Prince, công ty quản lý tài sản của ngôi sao quá cố thông báo họ sẽ mở cửa ngôi nhà của ca sĩ này cho công chúng tới tham quan hàng ngày bắt đầu từ tháng 10. Theo Bremer Trust, người hâm mộ sẽ có thể mua vé trực tuyến bắt đầu từ thứ Sáu để tới thăm tổ hợp công viên Paisley rộng 6.000 m2, trong đó có ngôi nhà nơi Prince từng sinh sống và khu nghỉ dưỡng ở một vùng ngoại ô của thành phố quê hương của ngôi sao nhạc pop ở Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota. Ngôi sao quá cố có tên đầy đủ là Prince Rogers Nelson đột ngột qua đời ở tuổi 57. Sự kết hợp các thể loại nhạc rock, funk và R&B của Prince đã tạo nên những bản nhạc nổi tiếng như Cơn mưa màu tím, Nụ hôn và Khi những con bồ câu khóc. Prince được cho rằng đã uống thuốc giảm đau chứa fentanyl quá liều. Các tour tham quan sẽ đưa người xem qua các studio, ghi âm và mix nhạc, một sảnh hòa nhạc cùng với hàng nghìn cổ vật riêng của Prince, trong đó có tủ quần áo biểu diễn, các giải thưởng âm nhạc, dụng cụ âm nhạc và cả xe gắn máy mà Prince đã từng dùng.